đang chơi thăng hoa ở V-League. Trò cưng huấn luyện viên Trauxio nhận cú sốc lớn. Tiền đạo Lê Văn Đô dính chấn thương trong trận đấu với Khánh Hòa tại vòng 10 V-League 2023 diễn ra vào tối ngày 30 tháng 5. Phút 44 trận đấu giữa Công an Hà Nội CHN và Khánh Hòa tại vòng 10 V-League 2023 diễn ra vào tối ngày 30 tháng 5. Tiền đạo Lê Văn Đô đã dính chấn thương và được đưa ra khỏi sân ngay sau đó. Dù đã được các nhân viên y tế sơ cứu nhưng ngôi sao của Công an Hà Nội vẫn tỏ ra khá đau đớn. Theo chẩn đoán ban đầu, Văn Đô có thể sẽ phải ngồi ngoài một thời gian dài. Chia sẻ về chấn thương của học trò, huấn luyện viên Flavio Cruz cho hay, cậu ấy có vẻ bị đau nặng nhưng tôi vẫn chưa nắm rõ được tình hình. Các bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát sau. Ngôi sao của U22 Việt Nam đang chơi khá tốt trong màu áo Công an Hà Nội khi ghi tới 4 bàn ở 5 trận gần nhất, trong đó có 3 bàn tại V-League. Quay lại trận đấu trên sân Hàng Đẩy, dù tạo ra sức ép lớn lên khung thành Khánh Hòa nhưng Công an Hà Nội cũng chỉ có được trận hòa 0-0. Kết quả này cũng chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thắng của đội bóng ngành công an. Quan trọng hơn, nhiều khả năng họ sẽ bị đội đầu bảng Thanh Hóa nới rộng khoảng cách sau vòng 10. Nói về trận đấu này, huấn luyện viên Công an Hà Nội chia sẻ, đây là kết quả ngoài ý muốn. Chúng tôi đã chơi hay và tấn công nhiều hơn. Chúng tôi luôn muốn có 3 điểm nhưng đối thủ thì chỉ muốn có 1 điểm và họ đã làm được. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu may mắn. Các cầu thủ của Công an Hà Nội thi đấu gắn kết, tạo ra nhiều cơ hội nhưng Khánh Hòa lại phòng ngự rất chặt chẽ. Thủ môn của họ nằm sân tới 3 lần, trọng tài đã không kiểm soát tốt tình huống này. Hôm nay chúng tôi lại không may mắn. Tại vòng 11, Công an Hà Nội sẽ có chuyến làm khách đến sân của Thanh Hóa. Tính đến lúc này, họ đang kém đội bóng xứ Thanh 3 điểm và đá nhiều hơn một trận.